Ngày 2 tháng 8, phường Thanh Xuân tổ chức diễn đàn Công an lắng nghe ý kiến nhân dân. Tham dự diễn đàn có các đồng chí Phạm Cao Hải, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Dân vận Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố, Thượng tá Ngô Quang Khải, Phó trưởng Công an thành phố. Phường Thanh Xuân là một trong những địa bàn trọng điểm về an ninh trật tự trên địa bàn thành phố. Trong những tháng đầu năm, Công an phường đã làm tốt công tác tham mưu cho cấp ủy chính quyền địa phương, xây dựng các chương trình kế hoạch đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn, phối hợp làm tốt công tác tuyên truyền vận động nhân dân, tích cực tham gia phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, xây dựng thí điểm mô hình tổ tuần tra nhân dân tại khu 6. Những tháng đầu năm, đơn vị đã phối hợp điều tra làm rõ 33 vụ phạm pháp hình sự, bắt giữ 4 vụ, 4 đối tượng tàng trữ trái phép chất ma túy. Trong thời gian từ ngày 25 tháng 7 đến mùng 1 tháng 8, các khu dân cư trên địa bàn phường Thanh Xuân đã tổ chức diễn đàn tiếp thu ý kiến đóng góp với lực lượng công an phường và công an thành phố từ nhân dân. Tại diễn đàn Công an lắng nghe ý kiến nhân dân phường Thanh Xuân, các đại biểu ghi nhận đánh giá cao kết quả công tác phối hợp giữa lực lượng công an phường với chỉ huy, ban lãnh đạo khu dân cư trong đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn. Đại biểu cũng kiến nghị điều chỉnh mức hỗ trợ đối với lực lượng bảo vệ dân phố. Với tinh thần cầu thị, lãnh đạo công an phường và công an thành phố đã tiếp thu lắng nghe ý kiến của nhân dân nhằm phát huy nâng cao hiệu quả công tác đảm bảo an ninh trật tự tại cơ sở.